Chiều 25 tháng 12, tại quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp tổ chức lễ xuất quân, đưa cán bộ chiến sĩ đi làm nhiệm vụ và thăm chúc Tết quân dân huyện đảo Trường Sa nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đây là hoạt động thường niên mỗi dịp Tết đến xuân về, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và đồng bào cả nước đối với cán bộ chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa. Các chuyến tàu của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân lần này mang theo hàng hóa là nhu yếu phẩm phục vụ quân và dân tại huyện đảo Trường Sa đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Hàng hóa năm nay đa dạng, được chọn lựa kỹ lưỡng về chất lượng và làm tốt công tác bảo quản. Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, lãnh đạo chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch. Các đơn vị có lực lượng tham gia nhiệm vụ lần này đều đảm bảo người, trang bị, vật tư, tàu thuyền được khử khuẩn, kiểm tra chặt chẽ. Nữa là công tác đảo Trường Sa em sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao và hoàn thành tốt ạ. Ông quyết tâm bảo vệ Trường Sa. Cảm thấy rất tự hào và rất là vinh dự khi được các thủ trưởng ủng hộ và khích lệ tinh thần em khi ra làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa. Thì có em hứa là em sẽ cùng với đồng chí đồng đội đoàn kết quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc ạ. Dự kiến trong 20 ngày tới, đoàn công tác sẽ đến thăm, chuyển qua Tết và nhu yếu phẩm tới cán bộ, chiến sĩ, nhân dân ở các đảo, điểm đóng quân thuộc huyện đảo Trường Sa.